Hello, xin trân trọng kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tớ Tinh Tế Nội Thất Thanh Tâm. Thì cũng khá lâu anh chị, cũng tầm là hơn 10 ngày rồi thì em mới quay video được cho anh chị mình xem. Tại do thời gian vừa qua thì cũng khá là bận anh chị, nhiều hàng quá nên là hôm nay dành một chút thời gian để mà quay video cho anh chị mình xem. Quay trở lại video ngày hôm nay thì cái ba dòng sản phẩm này thì anh chị trước đây em đã từng review rất là nhiều rồi. Nên là hôm nay em không có review về nữa, mà một cái sản phẩm hơn là chính xác chính là tại vì sao mà bồn cầu Trung Quốc lại bán chạy hơn hàng Việt Nam của mình. Nó như thế này nè anh chị, thật sự ra nếu mà để mà chúng ta là tại sao hàng Trung Quốc lại bán chạy hơn hàng Việt Nam của mình, để mà sở hữu một bồn cầu liền khói nè, bồn cầu liền khói mà chúng ta phải đặt đủ ba yếu tố. Nhất á, một á là nắp premium nè, cái thứ hai là dòng xả xoáy mạnh nè, cái thứ ba nữa đó chính là men chống bấm bẩn nè, cái thứ tư là dòng cầu liền khói. Thì để sở hữu Việt Nam của mình á, nếu mà dòng tốt hàng của thương hiệu thì chúng ta bỏ ra khoảng tầm là 2,4 triệu như cầu Thiên Thanh, hiệu tầm 2,4 triệu là giá mới hiện tại của Thiên Thanh là tầm 2,4 triệu. Còn nếu như xài dụng hàng Inat American thì giá hiện tại thấp nhất của Inat nó cũng khoảng tầm là hơn 4 triệu, còn American thì tầm 3 triệu mấy anh chị là sử dụng cầu liền khói đó. Và nếu như hàng Việt Nam mình á mà hàng dòng cầu liền khói, nếu mà dòng hàng thường á thì nó khoảng tầm 1,5 triệu thôi, nhưng mà nó không có yếu tố là men không chống bẩn nè. Cái thứ hai nữa là cái kiểu dáng cái độ thành phẩm á, cái độ thành phẩm của bồ cầu nó không được đẹp lắm. Và cái thứ ba nữa là không có xả sấy, là chỉ xả mưa bình thường thôi, thì nó bám bẩn rất là nhiều cái. Giống như bồ cầu á, như cái bồ cầu, hai cái bồ cầu này hiện tại nó đang khuyến mãi cho anh chị mình á, thì anh quay sát qua hai bồ cầu cho anh chị xem nha. Giống như hai cái bồ cầu này hiện tại đang khuyến mãi cho anh chị mình á, thì giá của nó là 1,950. Thì cái bộ cầu này, hai bộ cầu này em đã review rồi, thì em sẽ để link ở dưới phần comment để cho anh chị mình sẽ có thể xem lại trực tiếp hai bộ cầu này. Thì giá hai bộ cầu này là 1,950, thì em chỉ khuyến mãi đến hết ngày, tặng kèm quà tặng cho anh chị mình nha. Thì đến hết ngày là 30 tháng 7 rồi anh chị nhé, thì là tới, có nghĩa là anh chị mua trong tháng 7 này, đối với hai cái bộ cầu sản phẩm này thì tới sẽ còn tặng kèm cho anh chị mình á là một sợi dây sạch vệ sinh và một cái tơi cầu quanh khóa anh chị nhé. Còn nếu mà sau ngày 30 tháng 7 là tới sẽ không có tặng kèm cho chị mình nữa nha. Ở đây anh chị lưu ý là khuyến mãi tặng kèm sạch chỉ đến hết ngày 30 tháng 7 thôi. Và còn lại cái bộ cầu Thiên Thanh bên đây anh chị, nó thì giá nó là 2 triệu, hiện tại giá là 2,450,000 anh chị nhé. Giá nó 2,450,000 là giá mới hiện tại, là cập nhật là tháng 7 này anh chị nhé, là giá mới hiện tại là 2,450,000. Trước kia thì giá tầm 2,250 thôi, hiện tại giá là 2,450,000 cho một bộ cầu Thiên Thanh liền khói như vậy anh chị nhé. Rồi, và tớ sẽ nói tiếp luôn á, là tại vì có rất nhiều anh chị á thì là cũng hay gọi về tới thì hỏi giá sản phẩm. Và anh chị lưu ý á, trên cái video, trên cái tiêu đề video của tớ đăng ra và trong nội dung cái video tớ làm á, thì trong đó tớ có hay để chương trình khuyến mãi, là cụ thể trong đó là đến hết tháng nào là chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc và giá nó có thể là tăng lên, giá có thể tăng lên anh chị nhé. Thì cho nên anh chị khi mà anh chị mua hàng hoặc anh chị xem video, có khi là cái video đó tới đăng đã tầm tháng 3, tháng 4 rồi, nhưng mà tháng 7 thì anh chị, một số anh chị đã gọi về cho tới thì hỏi giá cái bộ cầu đó, thì tới báo giá tăng lên, thì anh chị gọi là ủa, cái video tôi mới có xem thôi mà mới báo giá vậy mà tự nhiên bây giờ nó lại giá lại cao hơn. Thì đó là vấn đề tới cần nói cho anh chị, là khi á tại cái chương trình khuyến mãi tới ra thì chứ có thể là trọn vẹn chỉ 1 hoặc 2 tháng thôi nó, hoặc cập nhật cái giá mới, thì anh chị khi mà anh chị mua thì tới sẽ báo giá lại cụ thể là một lần nữa, nếu sản phẩm nó còn giá đó thì vẫn bán giá đó cho anh chị mình, còn thể là tới sẽ tăng lên. Cho nên là anh chị lưu ý là cái anh chị khuyến mãi tới đưa ra thì anh chị nhớ là mua ha. Tại vì một số anh chị á hay hỏi hàng tới báo giá cái lúc đó là giá tầm 6,1 triệu hay như vòng cầu Inat tháng 4, tháng 5 là giá tầm 6,1 triệu, nhưng mà hiện tại lên tháng này là lên 6,8 triệu, 6,9 triệu, là tăng 700,000 một bộ là anh chị đó, thì anh chị lưu ý ha. Và tiếp theo clip ngày hôm nay thì chị anh chị, thì cái bồn cầu Thiên Thanh này là trước giờ là tới chưa có làm chế độ xả cho anh chị mình xem, thì cái video ngày hôm nay tới test thử là chế độ xả sấy của Việt Nam và so với chế độ xả sấy Trung Quốc thì nó sẽ khác nhau như thế nào, để cho anh chị mình xem thực tế trên video của tới nha. Thì bây giờ thì em sẽ nhất là bên tay em đang có hai khăn, là một cái màu đỏ và một cái màu xanh, thì hiện tại em sẽ để hai bồn cầu này bên đây là cầu Thiên Thanh anh chị nhé, chế độ xả sấy hai cửa, và bên đây là dòng nhập khẩu Trung Quốc cũng là xả sấy hai cửa luôn. Thì để xem là hai chế độ này xả như thế nào cho chị mình nhé, hai khăn tiếp chị nhé, là không có khăn gì cọp anh chị nhé. Đây anh chị có gần cái khăn nè, đây qua hai cái này. Đây vâng, thì bây giờ em sẽ hai tay án cùng lúc để xem hai chế độ xả nó sẽ như thế nào cho anh chị mình xem nha. Thấy rõ không anh?
Rồi ok. 1 2 3. Đây. À, đây là cái khăn của bên cầu Điện Thanh anh chị nhé. Thì đã là ra rồi nè, một cái nè. Nó thì đã là ra cái khăn bên ngoài luôn nè, bên đây. Nằm rồi. À, quay sát này nè. Quay được camera sát nằm dưới nè. Nó nằm ở dưới nó bị kẹt lại đây anh chị. Nó thấy không nè? Nó nằm nó xả ra. Cái gì trời thế? Nè, từ từ. À, nó nằm phía dưới này nè đó. Cái màu đỏ đó anh chị nhé. Nó đã rớt ra bên ngoài chị, nhưng mà dưới cái này nè nó không chạy ra bên ngoài được nè. Đấy. Rồi, lại cái đó. Thì đây anh chị, thì đây là hai cái khăn mà tớ vừa xả cho anh chị mình xem nè. Thì anh chị đánh giá sản phẩm hay như thế nào nha anh chị, để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment anh chị nhé. Rồi, hai cái bộ này nè, hiện tại tớ đang khuyến mãi anh chị là 1.950.000 anh chị nhé, 1.950.000 thì khuyến mãi đó hết ngày 30 tháng 7 thôi. Thì là sẽ còn tặng kèm cho anh chị mình đó là một cái tay cầu và một cái dây sạch này, là sau tháng 7 là giá sẽ không còn tặng kèm hai cái này anh chị nhé. Còn nếu anh chị mua kèm thì tớ sẽ giảm giá 20% của hai sản phẩm này cho anh chị mình nhé. Đó, giá hiện tại trong tháng 7 này là vẫn còn 1.950 và tặng kèm dây sạch và tay cầu. Anh chị thì nếu mà quan tâm thì nhanh tay đặt hàng tới nhé. Còn còn quay review sơ lại cho anh chị mình xem nè. Thì cái dòng này nó là dòng liền khói, để tớ quay sơ cho anh chị mình nhé. Thì nếu mà anh chị nào mà đã chưa xem những cái clip trước thì có thể xem là clip này. Thì những bao cầu này đều những dòng cầu liền khói và được là chế độ xả xoáy hai cửa mà anh chị nhé, chế độ xả xoáy hai cửa và luôn là có tia nước này nè, để giúp nước chảy mạnh hơn, thông thoáng hơn. Cái này tớ quay cũng khá là nhiều rồi, thì này đã có xu chống hôi cầu chống quắc luôn luôn đi kèm rồi ha, thì quá đơn giản rồi. Rồi đây là cầu Thiên Thanh. Còn đối với cái dòng cầu Thiên Thanh này hiện tại anh chị, thì cái dòng cầu Thiên Thanh này nè, nó là đang tích hợp, đang lên chế độ là xả xoáy hai cửa cho anh chị mình, nó xả xoáy hai cửa và nó có luôn cái tia chịu lực này giống như cầu Trung Quốc về anh chị nhé. Đó, liền khói thì cũng khá là đẹp luôn, nó khá là sang luôn. Tại cuối video thì em xin cảm ơn tất cả anh chị đã giờ đã dành thời gian quý báu của mình theo dõi video của tới. Và nếu như anh chị quý tới thì do xem đăng ký kênh nha. Và nếu như anh chị quan tâm đến sản phẩm này của tới thì gọi hotline của tới trên đây nhé, Zalo của tới và địa chỉ cửa hàng của tới nằm ở đây. Địa chỉ là 222 Bình Long, phường Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline là 0937 844410. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong một video tiếp theo. Bye bye.